nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố hà nội dự kiến trong thời gian tới sở giao thông vận tải hà nội sẽ lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động tại một số đường ngang ra soát các vị trí đường ngang mất an toàn để bố trí người trực cảnh giới theo thống kê trên địa bàn thành phố Hà Nội có 6 tuyến đường sắt đi qua với tổng chiều dài hơn 162 km. Trong khi đó hiện còn 252 vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, 883 vị trí vi phạm kết cấu hạ tầng đường sắt chưa được xử lý. Đồng thời các lối đi tự mở chưa được xóa bỏ theo lộ trình. Việc xây dựng đường gom nhằm giảm tai nạn còn chậm để nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, Hà Nội dự kiến sẽ lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động tại một số đường ngang, giả soát các vị trí đường ngang mất an toàn. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ cải tạo mặt đường tại các lối giao cắt và xây dựng gờ giảm tốc, đồng thời đóng thu hẹp các lối đi tự mở có bề rộng nhỏ hơn 3 mét để hạn chế giao thông.